Bạn hôm nay mình hướng dẫn các bạn gói nem, chuẩn bị một cái lá chuối. Một lá ổi à. Ổi bỏ thêm lá chanh. Sau đó chúng ta bỏ thịt vô. Chút nó đinh lăng. Sau đó chúng ta bỏ thêm miếng ớt, quấn kỹ là đây là nem thương hiệu gì? Thương hiệu Khánh Ly. Nem Khánh Ly à, các bạn có ship hàng thì liên hệ theo cái số điện thoại ở bên dưới. Nem nho lòm, nem đặc sản miền Trung, bỏ thịt chua mạnh vô. Đây là thành phẩm, thành phẩm đây, chặn mạnh đây hai đầu đúng không, chặn mạnh hai đầu xuống rồi. Đũa, dùng đũa chặn vô. Sao phải bỏ bếp chứ nó mới ngon, mà không cần bếp, bếp ở đâu, bếp gõ cũng được hay chi. Cột gia su quấn lại. Rồi, đó xong. Từ từ bình tĩnh. Bỏ ớt chưa? Bỏ vào. Đúng rồi, vào. Mạnh lên chứ. Đúng rồi, ok, rất là đẹp luôn. Đã xong. Đó, xin cảm ơn các bạn đã xem video.